Kim Đào, Kim Đào em sao vậy? Em bị sợ giật mình lắm. Anh nói tặng quà cho em mà đem về tặng cho con em nó chơi. Không cái gì á, em cứ nghe cái gì á. Cái ai ở sao đừng có làm cái gì á. Ai làm gì em ở sao anh? Em đừng có làm cái gì để anh phân tâm. Anh đang đọc câu hỏi bây giờ bắt buộc anh phải đọc lại lần nữa. Ai? Ủa sao mà cứ làm hoài ra người ta chính xác rồi mà. Hành tinh nhỏ thứ hai trong hệ mặt trời là A. Sao Thổ, B. Sao Thủy và C. Trái Đất. Thời gian thảo luận bắt đầu. Hành tinh nhỏ trong hệ mặt trời. Em biết không? Trái Đất lớn nhất. Kim. Ủa? Ba đáp án. Thủy. Thổ. Đất. Trái Đất. Trái Đất. Người bị ép xuống một bậc là Hoàng Linh. Dạ, nó thiệt kìa. Robot tên à? Ủa sao nó là mạnh nè? Cô để đất thiệt đó ơi, ghê quá vậy. Nó là robot. Sao nãy bên Đào được cá giả mà bên anh đồ thiệt không vậy? Ủa đâu, anh là robot tất cả. Trời ơi, anh ơi, vòng 2 à, anh ở đó luôn nha. Anh ơi, anh ở đó luôn nha. Em sợ, em nghe em sợ. Ôi, mà em không sợ mà em nghe âm thanh đó em cũng sợ nữa đó. Âm thanh gì? Âm thanh rùm nè. Rùm gì? Âm thanh 9D luôn á. Ôi, mầm gì đó. Ôi. Ủa Kim Đào ơi. Em nè. Kim Đào ơi. Anh ơi. Ôi đừng có hù em nữa, em trả lời đúng mà. Anh định nha Đào nha. Câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau. Câu số 5. Nhị hoa thường có màu gì? A là màu xanh, B là màu đỏ và C là màu vàng. Thời gian thảo luận bắt đầu. Là vàng thôi. Ủa nhị hoa thường có màu gì mà ba màu là màu gì? Đọc. Nhị hoa thì phải màu vàng rồi. Tôi không đọc lại. Không lẽ cái câu này dễ dữ vậy sao ta? Chắc có gà gài gì trong đây nè. Họ nghĩ đơn giản mà câu trả lời không hề đơn giản nha quý vị ơi. Đào, lý do tại sao em chọn B? Tại vì em không nghĩ là đơn giản. Cái nhị hoa thì nó màu vàng thì ai cũng biết. Tự nhiên đố vậy à? Em nó khác nhau rất rõ ràng nha. Nhị hoa và nhụy hoa là nó hai cái khác nhau nha. Hồi nãy anh đọc không có rõ ràng, anh nên coi lại đi nha. Đúng rồi, bây giờ lại nghe đổi em suy đi. Nhị hoa là cái gì? Tôi đọc rõ ràng, nhị hoa tức là hoa đực, còn nhụy hoa mới là hoa cái. Tôi đọc rõ ràng là nhụy hoa mà. Đáp án câu hỏi này, người bị ép xuống một bậc là Kim Đào. Cãi tôi, soi mói tôi, nói từ này nọ nọ kia, MC đọc không rõ ràng đồ. Kim Đào bớt la thẳng lại. Ừ, có người đụng em. Người nào đụng em? Ai đụng vô chân em nhấc nhở cơ? Nhấc nhở của Đào đi nè, chất nhờn nè. Thôi mà này, làm gì có kiên kiết nè. Kim Đào tỉnh đi, thật sự giúp hỗ trợ anh đi. Anh mới làm người dẫn chương trình này mới 2 mùa thôi. Em có biết là mỗi lần mà em dãy đùng đùng lên là cái sân khấu nó rung động không? Em rất là sợ luôn, em bị sợ cái gì bất ngờ lắm, đừng cho em bất ngờ nữa. Đào, thiệt sự luôn á, đây là một món quà anh gửi tặng cho em và gửi tặng cho con em ở nhà. Đào à, em không chơi, em đem qua cho anh Linh một con đi, anh Linh đang rất là buồn kìa. Mà Đào, mình còn có một câu nữa thôi, gán lên em. Người đứng thẳng tiếp tục chào đón những thành viên cực kỳ vui nhộn và bá đạo. Diễn viên Hoàng Linh, ca sĩ Anh Đào. Diễn viên Kim Đào, ca sĩ Dương Minh Nhật. Nhanh, hai đứa em thôi là biết nhóm của em tên gì rồi. Tên gì? Đơn giản. Mình phải làm theo đúng như cái tên của nhóm. Nhóm Đang Giờ. Đang Giờ. Khi đối mặt với chiếc hộp kỳ bí, điều gì sẽ xảy ra? Họ sẽ chọn cuộc sống tươi đẹp hay cuộc đời bị đe thép? Chẳng lẽ
sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Hãy đón xem Người Đứng Thẳng phát sóng vào lúc 19:15 phút thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021 trên VTV9.